Anh chàng này đang tìm cách để xem thử cô người máy xinh đẹp của anh ta có các bộ phận giống con người thật hay không. Hành động này khiến anh ta bị người máy xinh đẹp hất văng lên trần nhà. Anh ta nhìn một cách tinh quái và hỏi cô người máy rằng mấy thứ hàng họ kia có giống đồ thật hay không. Cô người máy giới thiệu với anh là cô có làn da giống người thật, bộ não cực kỳ nhanh nhạy và sức mạnh của cô cũng rất phi thường. Tuy nhiên, anh chàng chỉ quan tâm đến chuyện ấy thôi. Anh lại hỏi cô rằng, người máy có nướng khoai được không? Bố khỉ nhẹ ông, chỉ được cái thế là nhanh thôi. Jizo và cô người máy xinh đẹp sống chung trong một căn nhà. Sáng sớm, cô người máy dùng siêu năng lực để đưa Jizo lao như bay tới lớp để kịp điểm danh. Cứ mỗi lần có người nói chuyện riêng hay ngủ trong lớp học là thầy giáo lại ném mạnh viên phấn vào mặt. Jizo vốn là kẻ lười biếng nên thường xuyên mơ màng trong tiết học của thầy. Cậu ta dám làm việc này vì luôn có cô người máy ở bên bảo vệ. Sau khi bắt gọn viên phấn, cô trả lại nó cho thầy giáo trước sự ngỡ ngàng của cả lớp. Lúc cậu đánh rơi đồng xu xuống dưới gầm xe buýt thì cô người máy nâng cả cái xe lên cho cậu nhặt đồng xu. Buổi chiều họ chơi trò ném lon, Jizo ném một cú xa tầm vài trăm mét, tuy nhiên nó chẳng ăn thua gì với cú ném của người máy. Cái lon bay thẳng đến tòa nhà cách đó 10 km. Trong bữa nhậu, đám bạn thách thức cô người máy uống bia. Jizo chưa kịp can ngăn thì cô đã làm một hơi hết sạch. Hậu quả là cô người máy rối loạn các chức năng, đầu xoay hẳn 360 độ. Đêm đến thì cô người máy chiếu lại bài giảng của thầy lúc sáng để Jizo học bài. Sau đó thì Jizo đi ngủ, còn cô người máy đứng cạnh cửa sổ và tạm ngừng hoạt động để sạc pin. Hôm nay là sinh nhật của Jizo. Vốn là một thanh niên FA lâu năm nên bạn thân của cậu chỉ là con tắc kè. Cậu dự định hôm nay sẽ dẫn người máy và bạn thân tắc kè đi chơi. Vừa về sống chung nên người máy đã trổ tài nấu đồ ăn sáng cho Jizo. Cậu khen ngon và húp lấy húp để rồi sau đó hỏi người máy là món gì mà ngon thế. Người máy trả lời là tắc kè hầm thuốc bắc. Nghe thấy vậy, Jizo nghẹn ngào nuốt không trôi. Ôi bạn ơi, duyên số sinh ra chúng mình, giờ thì đến bạn thân duy nhất cũng không còn nữa. Tối hôm đó, hai người đến một nhà hàng. Cô người máy nhìn thấy bàn bên cạnh tổ chức vui vẻ quá thì cứ thế làm theo. Họ hát thì cô hát, rồi ụp mặt Jizo vào bánh. Chưa kịp hoàn hồn thì đến bàn khui rượu. Jizo vẫn cười trong hạnh phúc. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên trong nhà hàng có một người đàn ông xách cây AK và xả loạn xạ. Với tốc độ của một siêu nhân, cô người máy lao tới và xử lý gọn gàng gã đàn ông này. Cô cũng không quên hất văng hắn ra cửa sổ và cứu sống tất cả mọi người. Hóa ra cô chính là một người máy đến từ tương lai. Kẻ đã gửi cô đến với Jizo ở hiện tại chính là Jizo của 65 năm sau. Ông đã gửi cô đến với mục đích là cứu sống Jizo khỏi những tai nạn như ở nhà hàng để tương lai ông không phải là một người tàn phế. Không những vậy, cô còn cứu sống rất nhiều người khác. Đó là cô bé trước nhà hàng nơi Jizo làm việc. Đó là những cô bé trong đám cháy ở nhà chung cư. Và cả một lớp học ở gần nhà Jizo. Thậm chí là những gã côn đồ cũng không phải đối thủ của cô. Những hành động này làm cho Jizo luôn cảm thấy tự hào vì người máy của mình. Họ rất vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Jizo đã yêu cô người máy xinh đẹp lúc nào không biết. Một buổi tối nọ, Jizo tỏ tình với người máy. Trong phút giây lãng mạn, anh đã hôn lên môi của cô. Trái với Jizo, người máy vẫn chỉ là một người máy và không có cảm xúc. Cảm giác hôn một người máy cũng như hôn lên thứ lạnh giá, vô cảm, thất vọng vì cuộc đời đã trêu đùa anh. Ông trời ban cho anh một thứ vô cùng tuyệt vời nhưng thứ đó lại không hề có cảm xúc và chắc chắn là cũng không thể giúp anh nướng khoai được. Trong đêm mưa, anh buồn bã nhìn người máy đang sạc pin và chỉ ước rằng cô là một người thật. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ thôi, cũng đã có lúc tưởng rằng anh muốn làm liều. Tuy nhiên, chỉ là anh muốn nhường cho người yêu của mình chỗ ấm áp mà thôi. Cho dù cô người máy có đứng hay nằm cũng không thể cảm nhận được gì. Ngày hôm sau, Jizo dẫn người máy đến một vũ trường. Anh cố tình hẹn hò với một cô gái khác và nhảy múa trước mặt người máy. Mục đích của anh là khiến người máy biết ghen tuông và bộc phát được cảm xúc. Điều bất ngờ là người ghen tuông lại chính là anh. Khi một chàng trai mời người máy ra sàn nhảy, DJ lại còn bật nhạc robot nữa chứ. Người máy đã nhanh chóng trở thành ngôi sao của vũ trường trước sự ghen tị của Jizo. Anh vội vã kéo cô gái đi ra ngoài, người máy cũng nhanh chóng đi theo. Trước mặt người máy, anh cố tình hôn cô gái kia để chọc tức người máy. Không ngờ cô gái kia tát cho anh một cái. Không chần chừ, người máy tiến tới và ném luôn cô gái xuống hồ nước. Jizo tức giận và bất lực, anh vừa đi vừa dùng những lời lẽ nặng nề để trách móc cô. Thậm chí anh đã đuổi cô người máy đi và sau đó trở về nhà một mình. Cô người máy tội nghiệp chỉ biết nghe lời. Cô đứng từ xa nhìn Jizo bỏ đi và rồi cô cũng biến mất vào màn đêm. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy và nhớ lại những điều mình đã nói vào đêm qua, Jizo cảm thấy vô cùng ân hận. Trong căn nhà của anh bây giờ vô cùng trống vắng. Những ngày tháng vui vẻ đã qua đi, giờ đây anh lại trở về với sự cô đơn. Cũng không còn ai bảo vệ anh trước những viên phấn của thầy trong giờ học. Anh nhìn đâu cũng mơ tưởng với hình bóng của cô người máy nhưng cô ấy đã biến mất thật rồi. Một ngày nọ, Jizo đang chán trường trong nhà thì bỗng nhiên căn nhà rung lắc dữ dội.
đồ vật trong nhà rơi xuống tứ tung. Nhìn qua cửa sổ về phía xa, một cơn động đất cực mạnh đang đến gần. Những tòa nhà lớn lần lượt đổ sập xuống và nơi Jiro đứng cũng không thoát khỏi tai họa này. Sàn nhà bị xé toạc làm đôi, Jiro và tất cả đồ vật trong nhà sụp xuống. Trong giây phút nguy hiểm đó, cô người máy đã xuất hiện và che chắn cho Jiro. Sau đó cô lôi anh ra khỏi đống bê tông đổ nát. Gặp lại người yêu, Jiro ôm chầm lấy cô và khóc như một đứa trẻ. Họ không có nhiều thời gian để nói chuyện bởi trận động đất vẫn đang diễn ra. Những tòa nhà cao tầng vẫn tiếp tục đổ xuống. Cô người máy dắt Jiro chạy dưới mưa bê tông. Cô dùng thân mình để che chắn bất cứ thứ gì có thể làm hại đến Jiro. Trong khói bụi, bất ngờ một chiếc xe tải lao tới. Cô người máy nhanh chóng đẩy Jiro ra xa, còn bản thân cô thì đã bị chiếc xe dí vào tường. Jiro tưởng rằng mình lại mất đi cô một lần nữa, nhưng không. Cô dùng tay không đẩy lùi chiếc xe và bước ra. Hai người vui mừng ôm chặt lấy nhau. Jiro không ngần ngại gọi cô người máy là người yêu của mình. Niềm hạnh phúc của họ chỉ được tính bằng giây, bởi ngay lúc đó họ đang đứng cạnh một tòa nhà sắp đổ xuống. Người máy chỉ kịp đẩy Jiro ra xa, còn cô bị 100 tấn bê tông đè lên người. Jiro chưa kịp hết bàng hoàng thì mặt đất chỗ anh ngồi đã tách làm đôi và khiến anh suýt thì rơi xuống khe sâu. May mắn anh đã kịp bám lấy một thanh sắt, tuy nhiên anh không đủ sức để có thể tự leo lên mặt đất. Jiro hét lên kêu cứu trong vô vọng. Người máy lúc này đã tỉnh dậy, nhưng một nửa thân của cô bị khối bê tông đè chặt như tình cảnh của Tôn Ngộ Không năm xưa. Khi nghe được tiếng kêu của Jiro, cô đã dùng hết sức của mình để cố gắng có thể chui ra khỏi khối bê tông. Tuy nhiên, khối bê tông quá nặng đã giữ chặt cô mà không thể thoát ra. Tình trạng của Jiro ngày một nguy cấp, đôi tay của anh dường như sắp không thể giữ nổi nữa rồi. Tiếng kêu cứu của Jiro một lần nữa đã thôi thúc cô. Cô hét lên và dùng tất cả sức lực còn lại. Khoảnh khắc thân người máy tách ra làm đôi khiến tôi không kìm nổi nước mắt. Cô nhanh chóng bỏ tới chỗ Jiro và kịp đưa tay cứu anh ta ngay trước cửa tử thần. Khi đã trèo lên phía trên, nhìn thấy tình cảnh của người yêu mình, Jiro hoảng sợ lùi lại mấy bước. Tuy nhiên ngay sau đó anh đã đến ôm chầm lấy cô và khóc nức nở vì thương cô. Anh nói rằng, từ bây giờ chúng ta hãy ở bên nhau suốt đời, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Cô người máy cũng nhìn anh đầy tình cảm và nói rằng, cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự lay động từ trái tim. Đến tận lúc này, cô người máy vẫn một mực bảo vệ cho Jiro. Cô khuyên anh hãy nhanh chóng chạy khỏi nơi nguy hiểm này. Mặt đất lại rung lắc dữ dội. Cô đẩy Jiro ra một lần nữa, và có lẽ đây là lần cuối cùng cô có cơ hội để bảo vệ cho người mà cô đã yêu. Tất cả đã đổ ập xuống và chôn vùi cô người máy tội nghiệp. Jiro chỉ biết hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng. Nhật Bản sau trận động đất là một cảnh tượng hoang tàn. Nó lại càng thê thảm hơn khi những cơn mưa trút xuống. Trong đêm tối đó, có một chàng trai vẫn đang mải miết dùng hết sức mình đào từng mảng bê tông ra để tìm người yêu của mình. Nước mắt cũng hòa vào cơn mưa. Những nỗi đau về thể xác giờ đây không còn là gì so với nỗi đau mất đi người mình yêu thương. Anh đã tìm thấy cô ấy, đã lại được ôm cô ấy vào lòng. Nhưng giờ đây, cô chỉ còn đôi mắt vô hồn và một nửa thân xác đã ngừng hoạt động. 61 năm sau, khi Jiro đã gần 100 tuổi, ông đã dành cả 61 năm đó để có thể khôi phục lại người máy của mình. Ông đã thành công, nhưng đó cũng là lúc ông phải xa rời trần thế. Câu chuyện tình của họ thật cảm động. Hãy trân trọng khi còn ở bên nhau. Đừng để một ngày nào đó phải tiếc nuối vì những điều mình đã chưa hết sức hết lòng. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.